Xin chào các em, chúng ta tiếp tục vào tiết 5. Thầy tiếp tục giới thiệu về ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946. Hiến pháp năm 1946 là bản hiến pháp dân chủ nhân dân và ghi nhận các nguyên tắc đoàn kết toàn dân. Đây là cái bản hiến pháp dân chủ nhân dân. Đấy, các bạn chúng ta cũng chú ý. Chúng ta dễ bị nhầm lẫn bởi vì cũng rất nhiều các cái ý kiến, thậm chí là một số các cái tài liệu thì thầy thấy rằng là nói rằng hiến pháp năm 1946 là hiến pháp xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta chú ý là đây là bản hiến pháp dân chủ nhân dân. Hiến pháp 1946 ấy. Đấy, đây là bản hiến pháp dân chủ nhân dân. Đấy, trong chương 1 của chúng ta đã chính thức quy định. Đấy, và xét về góc độ pháp lý thì đây chỉ là cái bản hiến pháp dân chủ nhân dân thôi. Tức là trong hiến pháp này thì chúng ta đấy ghi nhận cái nền dân chủ nhân dân và chúng ta chưa xác định mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội. Là trong hiến pháp này chúng ta chưa có một cái điều nào hay là một câu chữ nào là chúng ta xác định mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đấy, và ghi nhận một cái nguyên tắc rất quan trọng, đó là nguyên tắc đoàn kết toàn dân. Đó, bởi vì đây là một nguyên tắc mà nó tạo nên sức mạnh của cả dân tộc. Đấy, và cùng với nhiều cái nội dung khác, nhưng mà dựa trên cái nguyên tắc đoàn kết toàn dân này thì có thể nói rằng là những cái nhiệm vụ cách mạng, đúng không? Nhiệm vụ kháng chiến cũng như là cái nhiệm vụ xây dựng tổ quốc hay là những cái nhiệm vụ mà giành độc lập cho dân tộc sau này là chúng ta vẫn được tiếp tục thực hiện. Đấy, cho nên là đây là một cái nội dung có ý nghĩa rất lớn, và không chỉ có ý nghĩa lớn trong giai đoạn lịch sử trong giai đoạn này mà nó có ý nghĩa rất lớn trong các giai đoạn và kể cả đối với hiện nay. Các quyền tự do dân chủ của công dân được hiến pháp năm 1946 quy định mang tính tiến bộ và nhân văn rất là sâu sắc. Đấy, tức là lần đầu tiên thì có thể nói rằng là rất nhiều các cái quyền tự do dân chủ của công dân ở trong chương 2 đấy, về chính trị, rồi về kinh tế, về văn hóa, về xã hội, về tự do cá nhân là mang tính tiến bộ và tính nhân văn rất là sâu sắc. Đấy, nó thể hiện trong các khía cạnh mà chúng ta đã phân tích rất là cụ thể ở trong chương 2, là chương nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Đấy, và có thể nói rằng là những quy định này nó mang tính nền tảng và nó đặt cơ sở cho những cái mục tiêu do con người và vì con người mà trong các xã hội dân chủ, và hiện nay ở Việt Nam là trong hiến pháp năm 2013 là chúng ta đã đặt ra mục tiêu và chúng ta tiếp tục phát triển. Đấy, và rõ ràng là để có được cái kết quả như hôm nay thì những cái quy định của hiến pháp năm 46, nhất là những cái quy định trong chương 2 của hiến pháp năm 46 nó có ý nghĩa rất là lớn. Đấy, và thậm chí là cái tư duy của các nhà lập hiến về hiến pháp, như là thầy đã nói với các em ấy, ngay trong bản hiến pháp năm 1946 thì cái chế định nghĩa vụ và quyền lợi của công dân là chúng ta đã đặt ở vị trí chương 2, chỉ sau chương chính thể thôi. Đấy, sau này thì các cái bản hiến pháp khác thì vì nhiều vấn đề khác nhau chúng ta thay đổi, và đến hiến pháp năm 2013 thì chúng ta lại quay về cái tư tưởng, cái định hướng của hiến pháp năm 1946. Đấy, cho nên là những cái ý nghĩa về kế thừa, những cái ý nghĩa để mà về phát triển của chúng ta nó rất là rõ. Rồi hiến pháp năm 1946 đặt cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. Đấy, với một cái hình thức chính thể cộng hòa dân chủ mang tính độc đáo, phù hợp với tình hình chính trị xã hội của nước ta trong giai đoạn này. Xin nói với các em là những cái quy định về chủ tịch nước nó rất là đặc biệt. Đấy, thì không phải là vô cớ các nhà lập hiến là chúng ta đặt ra các cái quy định đó. Tất nhiên là các bạn chúng ta hiểu rằng là khi mà định chế cho chủ tịch nước có cái thẩm quyền rất lớn như thế thì đây là không quy định cho một cá nhân nào, mà quy định là quy định cho thể chế. Nhưng mà lúc đó uy tín của các cái chính khách thì không ai vượt được Bác Hồ. Cho nên chúng ta chắc chắn là Bác Hồ trúng vào cái chức vụ này. Cho nên không phải vô cớ mà chúng ta quy định chủ tịch nước có cái nhiệm vụ quyền hạn rất là lớn. Và chúng ta cũng hiểu rằng mặc dù trong hiến pháp năm 46 chưa có đề cập một cái chữ nào về Đảng Cộng sản Việt Nam, thế nhưng cái vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cái cách mạng Việt Nam là chúng ta không phủ nhận. Đấy, và cái chính thể và nhất là chế định chủ tịch nước của nước ta trong đoạn này nó minh chứng rất là rõ cho cái nghệ thuật lãnh đạo của Đảng. Đấy, các bạn chúng ta phải chú ý. Cho nên là khi nghiên cứu là từng cái quy định là chúng ta phải đặt trong cái điều kiện và hoàn cảnh
thực tế của nước ta lúc đó. Lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được các cái quy định của Hiến pháp năm 1946. Đấy, và theo thầy thì cái chính thể của nước ta lúc đó là một cái chính thể nó rất là độc đáo. Tức là chúng ta không phải các nhà lập hiến của chúng ta tự nghĩ ra, chúng ta kế thừa hiến pháp của rất nhiều nước. Đấy, thậm chí hiến pháp của Pháp, hiến pháp của Mỹ, nhưng mà chúng ta áp dụng vào cái điều kiện cụ thể của Việt Nam và tạo ra một cái định chế chủ tịch nước có thể nói rằng là có 102 trong lịch sử, rất phù hợp với cái điều kiện chính trị xã hội phức tạp của nước ta trong giai đoạn này. Rất nhiều các quy định của hiến pháp, đầu tiên hiến pháp năm 1946 đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thì cái nội dung này là thầy đã phân tích với các em là qua các chương rồi. Đấy, từ những cái quy định về chủ tịch nước như thầy vừa nói, rồi đến những cái quy định về chính phủ các bạn. Đấy, rõ ràng cái nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ, rồi thì những cái quan hệ giữa nghị viện nhân dân với chính phủ, cái chế độ trách nhiệm giải trình, đó là những cái vấn đề hiện nay chúng ta vẫn tiếp tục đổi mới và chúng ta tiếp tục suy nghĩ cân nhắc để kế thừa. Hay là những cái quy định về chính quyền địa phương ngay từ hiến pháp năm 46 thì không phải là tất cả các cấp chính quyền địa phương chúng ta đều tổ chức chính quyền hoàn chỉnh. Đấy, và hiện nay chúng ta cũng lại theo hướng đó. Như vậy là những quy định của hiến pháp năm 46 rất có giá trị. Hay là những quy định về tòa án nhân dân, đúng không? Quy định về tổ chức tòa án là nó thoát ly với đơn vị hành chính, không theo đơn vị hành chính mà theo cấp xét xử. Đấy, có thể nói rằng là những cái quy định đó là cho đến ngày nay thì chúng ta mới quay trở lại và chúng ta áp dụng theo cái tư duy của hiến pháp năm 46. Thế cho nên là mặc dù là bản hiến pháp đầu tiên trong lịch sử lập hiến của Việt Nam, nhưng rất nhiều các quy định của hiến pháp năm 46 là vẫn còn nguyên giá trị. Đấy, và thầy muốn nói rằng là hiến pháp năm 1946 là cái bản hiến pháp là gọi là vang vọng tiếng dân. Đấy, vang vọng tiếng dân, cái chủ quyền nhân dân, cái vai trò của người dân. Và hiện nay trong quá trình đổi mới thì rõ ràng cái vai trò của nhân dân, cái chủ quyền nhân dân là vấn đề mà chúng ta rất là lưu tâm. Chúng ta chuyển sang bản hiến pháp thứ hai trong lịch sử lập hiến Việt Nam là hiến pháp năm 1959. Đối với bản hiến pháp này thì chủ yếu là các bạn về chúng ta tự đọc nhé. Tức là lịch sử lập hiến Việt Nam của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều nội dung, cho nên là thầy chỉ giới thiệu là một cách rất là cơ bản thôi. Về hoàn cảnh ra đời của hiến pháp năm 1959, thì như các bạn chúng ta biết là sau chiến thắng Điện Biên Phủ thì chúng ta buộc Pháp phải ký một cái hiệp định gọi là hiệp định Geneva. Và theo hiệp định này thì miền Bắc được giải phóng, nhưng mà đất nước ta vẫn còn tạm thời chia thành hai miền. Đấy, và nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn này là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Đấy, và chính vì thế cho nên hiến pháp năm 1946 là nó đã hoàn thành cái sứ mệnh của nó. Và sau một thời gian thực hiện thì hiến pháp này được thông qua vào ngày 31 tháng 12 năm 1959. Là Quốc hội khóa 1 tại kỳ họp thứ 11 đã thông qua bản hiến pháp này. Và hiến pháp này được công bố vào ngày 1 tháng 1 năm 1960. Nhưng mà chúng ta vẫn gọi là hiến pháp 1959 nha. Tức là các cái bản hiến pháp thì các bạn chúng ta chú ý là chúng ta thường gọi theo cái năm mà bản hiến pháp được thông qua. Đấy, cho nên hiến pháp này là được thông qua vào ngày cùng tháng tận của năm 1959 ấy, ngày 31 tháng 12 năm 1959, nhưng mà bắt đầu có được công bố và thực hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 1960. Về một vài cái nội dung cơ bản của bản hiến pháp này, xét về cơ cấu thì hiến pháp 1959 gồm có lời nói đầu 112 điều và chia thành 10 chương. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là về cái cơ cấu bố cục là hiến pháp này đã tăng hơn so với hiến pháp năm 1946. Nếu như hiến pháp năm 46 là gồm có 70 điều 7 chương thì hiến pháp này gồm 112 điều và chia thành 10 chương, tức là trước hết là chúng ta cảm nhận là thấy cái nội dung của chương điều là tăng lên. Thế còn lời nói đầu thì hầu như là các cái bản hiến pháp của Việt Nam cũng như là hiến pháp của các nước trên thế giới thì đều có lời nói đầu. Chỉ có điều là có các cái bản hiến pháp thì có thể là dùng là lời nói đầu, hay là một số hiến pháp thì người ta làm mở đầu, đúng không? Thì tất nhiên là nó cũng không hoàn toàn giống nhau đâu. Nhưng mà đấy là cái phần thầy muốn nói là một cái cơ cấu mà cũng rất là phổ biến của hiến pháp của các nước trên thế giới. Đấy, cụ thể về số lượng chương điều thì trên màn hình các em thấy hiến pháp năm 1959 này, đó, lời nói đầu này, chương 1 là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy, chương 2 chế độ kinh tế xã hội.
Chương 3 quyền lợi nghĩa vụ cơ bản của công dân, chương 4 là Quốc hội, chương 5 Chủ tịch nước, chương 6 Hội đồng Chính phủ, chương 7 Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Hành chính, chương 8 là Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân, chương 9 Quốc kỳ Quốc huy Thủ đô và chương 10 là Sửa đổi Hiến pháp. Cơ cấu và tiêu đề của các chương thì chúng ta thấy ở trên màn hình. Thế về nội dung của từng chương ấy thì thầy giới thiệu qua và các em về chúng ta nghiên cứu ở trong tài liệu nhé. Tức là chương 1 là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì chương này kế thừa cái chương 1 là chính thể của Hiến pháp năm 1946, thì vẫn khẳng định cái chính thể của nước Việt Nam là chính thể Dân chủ Cộng hòa. Đấy, và tất cả quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân. Tức là cái thuật ngữ thì có sự thay đổi. Trong Hiến pháp năm 46 thì chúng ta dùng thuật ngữ là quyền bính, thì đến Hiến pháp năm 59 chúng ta dùng cái thuật ngữ là quyền lực. Đấy, và quy định vẫn tiếp tục quy định là nước Việt Nam là một khối Nam Bắc không thể phân chia. Tức là trước đây thì Hiến pháp năm 46 thì có quy định là nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc không thể chia cắt. Và đến giai đoạn này thì Hiến pháp quy định, Hiến pháp năm 59 quy định là nước Việt Nam là một khối Bắc Nam không thể chia cắt. Vậy thì về vấn đề này thầy lại hỏi các em. Theo các em, tại sao Hiến pháp năm 46 cũng là cái nội dung về nhà nước đơn nhất, các em hình dung không? Khẳng định là thực ra là cái nội dung là khẳng định nước Việt Nam là một cái nhà nước đơn nhất thôi. Nhưng mà Hiến pháp năm 46 chúng ta quy định Trung Nam Bắc không thể chia cắt. Thế còn đến Hiến pháp năm 59 thì chúng ta không quy định là Trung Nam Bắc mà chúng ta quy định Bắc Nam không thể phân chia. Thì các em hiểu cái vấn đề này như thế nào? Rồi xin mời bạn nữ. Dạ thưa thầy, là em chưa nghĩ hết được. Có bạn nào hiểu rõ cái vấn đề này, có bạn nào biết không? Rồi xin mời bạn. Dạ thưa thầy, là tại vì sau mình đã ký hiệp định Geneva với Pháp là chia đất nước thành hai miền là Bắc và Nam thôi, nên là trong hiến pháp này chỉ ý quy định là Bắc Nam là hai Việt Nam là một khối Bắc Nam hay thống nhất ạ. Rồi cảm ơn em. Đấy là cái nội dung chính đấy. Là các em để ý là Hiến pháp năm 46 chúng ta quy định là đất nước Việt Nam là một đấy khối Trung Nam Bắc không thể chia cắt. Thì Trung Nam Bắc này xem, bởi vì trước đây ở dưới chế độ Pháp thuộc ấy thì Pháp nó chia Việt Nam thành đấy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Đấy, cho nên là nó chia thì tất nhiên là nó chia là để làm gì? Chia là để chia rẽ, chia là để suy yếu, là để cai trị, là chia để trị, đúng không? Đấy, thế thì sau này khi mà Hiến pháp năm 46 thì chúng ta vẫn kế thừa cái cách chia đó, nhưng cái mục tiêu của chúng ta không phải như thế. Tức là Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, nhưng mà chúng ta khẳng định này, Trung Nam Bắc không phải là các cái quốc gia khác nhau, mà nước Việt Nam vẫn làm cái nhà nước đơn nhất, thống nhất. Cho nên khẳng định là dù là Bắc Bộ, Trung Bộ hay Nam Bộ thì đấy, đó đều là những cái phần không thể tách rời của một cái nhà nước Việt Nam đơn nhất và thống nhất. Thế còn giai đoạn sau này, đấy khi mà Hiệp định Geneva năm 1954 thì rõ ràng là lẽ ra là theo cái nội dung của Hiệp định này là sau 2 năm đến năm 1956 thì hai miền ấy, tức là chúng ta chia lấy vĩ tuyến 17 là tạm thời chia thành hai miền, và sau đó là sau 2 năm là chúng ta sẽ tổ chức hiệp thương để thống nhất đất nước ấy. Và miền Bắc hay miền Nam này đều là cái gọi là cái vùng tạm thời thôi, phân chia đấy theo cái hiệp định này, và đều là những cái phần không thể tách rời của nhà nước Việt Nam thống nhất, đơn nhất và thống nhất, chứ không phải là chúng ta lấy vĩ tuyến 17 chia thành hai quốc gia riêng. Đấy, cho nên chúng ta hiểu cái ý nghĩa đấy. Thế cho nên là chúng ta đúng rồi, bạn trả lời rất là chính xác, là quy định đó của Hiến pháp năm 59 chúng ta phải gắn với cái hiệp định Geneva. Đấy, nhưng mà chúng ta khẳng định là nước Việt Nam là một cái quốc gia đơn nhất và thống nhất. Đấy, Bắc Nam thống nhất. Đấy, chương 1 thì Hiến pháp năm 1959 tiếp tục kế thừa cái chương chính thể của Hiến pháp năm 1946, nhưng bổ sung thêm rất nhiều các cái quy định. Chương 2 thì đây là chương mới của Hiến pháp năm 59, quy định về chế độ kinh tế xã hội. Thì xin thưa với các bạn là đây là cái chương mới, cho nên rất nhiều các cái vấn đề về kinh tế cũng như là cái mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là được thể hiện ở trong chương 2 này. Thế cho nên chúng ta cũng chú ý là đây là cái bản hiến pháp xã hội chủ nghĩa nha, xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên là xã hội chủ nghĩa là chúng ta trước hết là chúng ta thực hiện trong phạm vi miền Bắc, đúng không? Thế còn miền Nam thì chúng ta phải đấu tranh để mà thống nhất nước nhà. Chương 3, quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thì các bạn chúng ta thấy là đấy, chương này là đến bản hiến pháp này là chúng ta cho xuống chương 3 rồi, vị trí thứ 3. Đấy, và tên là chúng ta đưa quyền lợi
lên trước, đấy, nghĩa vụ sau, và bắt đầu thêm cái thuật ngữ là cơ bản, tức là quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Và trong chương này thì chúng ta cũng có bổ sung rất nhiều các quy định mới, nó phù hợp với cái điều kiện, cái tình hình cũng như là cái nhận thức về về cái chủ nghĩa xã hội của nước ta trong giai đoạn này. Tức là không những là kế thừa các cái rất nhiều các cái quyền của Hiến pháp năm 46 và rất nhiều cái quyền nó phù hợp với giai đoạn này và phù hợp với cái mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đấy, ở miền Bắc trong giai đoạn này. Đấy, bắt đầu từ chương 4 trở đi thì chúng ta quy định về cái bộ máy nhà nước, và chương 4 là quốc hội thì chúng ta thấy là đấy, ngay tên cái cơ quan này là chúng ta đổi tên từ Nghị viện Nhân dân chúng ta chuyển sang quốc hội. Đấy, và quốc hội thì có nhiệm kỳ là 4 năm. Đấy, và quốc hội được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tức là cái thuật ngữ là chúng ta sử dụng nó cũng hiện đại hơn. Đấy, chúng ta không có dùng cái thuật ngữ là nghị viện. Mặc dù chúng ta thêm từ nhân dân nhưng mà cái thuật ngữ nghị viện nhân dân là nó vẫn mang cái dấu ấn của dân chủ tư sản. Đấy, cho nên đến hiến pháp này thì chúng ta dùng cái thuật ngữ là quốc hội. Rồi trong chương này thì có rất nhiều các quy định về những cái nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội cũng như cái cơ cấu tổ chức của quốc hội thì nó cũng rất là khác. Các bạn về chúng ta nghiên cứu nó khác so với hiến pháp năm 1946. Chương 5 chủ tịch nước thì đây cũng là chương mới, và chủ tịch nước trong hiến pháp năm 1959 nó rất là khác so với hiến pháp năm 1946. Chủ tịch nước không còn nằm trong chính phủ nữa mà chủ tịch nước tách ra thành một cái chế định độc lập. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước và thay mặt cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về đối nội và đối ngoại. Như vậy là những cái thẩm quyền mà rất là lớn của chủ tịch nước trong hiến pháp năm 1946 ấy, thì đến hiến pháp năm 1959 này chúng ta điều chỉnh lại. Đấy, tức là cái vị thế của chủ tịch nước nó hoàn toàn nó không có lớn như là chủ tịch nước của hiến pháp năm 1946. Chương 6 là hội đồng chính phủ. Thì chúng ta thêm cái từ hội đồng vào, hội đồng chính phủ. Và đây là cái cơ quan mà cơ quan hành chính, cơ quan chấp hành của quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tức là cái cách thức quy định là chúng ta cũng có sự thay đổi. Đấy, quy định nó dài hơn, và cái cách quy định này chúng ta cũng đã bắt đầu ảnh hưởng của hiến pháp của các nước xã hội chủ nghĩa. Là cơ quan là chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy, chương 7 là về quy định về Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính. Thì về vị trí pháp lý của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính là chúng ta cũng xác định nó rõ hơn. Đấy, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân ở địa phương bầu ra. Đấy, Ủy ban Hành chính thì là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân và là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Các cái cấp hành chính trong bản hiến pháp này có sự thay đổi nhé. Các bạn chúng ta chú ý là đến hiến pháp này, hiến pháp năm 1959 thì cấp bộ là chúng ta không còn duy trì. Và các cấp, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chúng ta đều tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Và các cấp này đều là các cấp chính quyền hoàn chỉnh. Thế nhưng mà ngoài ra thì chúng ta hiến pháp cũng có quy định về việc thành lập các cái khu tự trị ở vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì có thể thành lập các khu tự trị. Đấy, tức là về cái đơn vị hành chính là có cái sự thay đổi. Chương 8, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân. Chúng ta thêm một cái loại cơ quan trong hiến pháp đó là Viện Kiểm sát Nhân dân. Đấy, hiến pháp năm 46 là chúng ta chưa có Viện Kiểm sát Nhân dân, các bạn chúng ta chú ý nhé. Thì đến hiến pháp này chúng ta thêm một cái loại cơ quan là Viện Kiểm sát Nhân dân. Trước hết là đối với Tòa án Nhân dân thì chúng ta chuyển từ cấp xét xử đấy, theo khu vực là chúng ta chuyển sang theo đơn vị hành chính. Đấy, tức là đoạn này là chúng ta có sự thay đổi. Đấy, và đương nhiên là trong tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân là cũng có cái sự thay đổi. Các cái nguyên tắc tổ chức và hoạt động, ví dụ như cái nguyên tắc phụ thẩm, thì đến giai đoạn này thì chúng ta chuyển thành hội thẩm, và cái hội thẩm là được mở rộng hơn, không chỉ đối với các cái án hình sự mà mở rộng sang các cái loại án khác. Thế đối với Viện Kiểm sát Nhân dân thì chúng ta lần đầu tiên chúng ta thành lập ở trong hiến pháp, và chúng ta quy định là cơ quan kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Đấy, hiến pháp năm 1959 thì quy định là Viện Kiểm sát Nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước mà từ cấp bộ trở xuống. Chương 9 là quốc kỳ, quốc huy thủ đô, và chương 10 là sửa đổi hiến pháp. Đấy là một số các cái nội dung cơ bản
của cái bản hiến pháp năm 1959 nhá. Thầy giới thiệu những cái nội dung cơ bản của từng chương thì các em về chúng ta đọc thêm ở trong hiến pháp cũng như là tài liệu. Một vài ý nghĩa của bản hiến pháp này. Ý nghĩa thứ nhất ấy, đây là bản hiến pháp ghi nhận thành quả đấu tranh đấy, giữ nước và xây dựng đất nước của nhân dân ta và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Cũng giống như các bản hiến pháp thì trước hết là hiến pháp tổng kết cái thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Và đối với hiến pháp 59 thì tổng kết thành quả đấu tranh cách mạng, nhất là trong hơn 9 năm kháng chiến chống Pháp. Đấy, và một cái điểm các bạn chúng ta có lẽ theo thầy là không được quên, đó là khẳng định và quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam. Trong lời nói đầu của hiến pháp thậm chí là Đảng Lao động Việt Nam được nhắc đến ở 3 khổ khác nhau, các bạn chúng ta chú ý. Tức là chúng ta lần đầu tiên là chúng ta công khai quy định vai trò của Đảng Lao động Việt Nam và cái vị trí lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam. Thì các bạn chúng ta biết là sau khi rút vào hoạt động bí mật thì sau đó là Đảng ta ra hoạt động công khai. Đến năm 1951 thì Đảng hoạt động công khai trở lại và đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam. Đấy, và trong cái bản hiến pháp thứ hai này là chúng ta khẳng định và chúng ta quy định về cái vai trò lãnh đạo của Đảng ta ở trong lời nói đầu. Tất nhiên là chúng ta chưa có quy định vào một cái điều chính thức của hiến pháp mà chúng ta mới chỉ quy định ở trong lời nói đầu của hiến pháp thôi. Đấy, tất nhiên là đây cũng là một cái, tức là nó là một cái sự gọi là một cái quá trình phát triển để thể chế hóa, nó thể hiện được là cái sự thể chế hóa cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn. Và cái phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đối với bộ máy nhà nước và đối với đất nước là nó phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Hiến pháp 1959 là cương lĩnh đấu tranh để thực hiện hòa bình và thống nhất nước nhà. Thì như chúng ta biết là lẽ ra là chúng ta thống nhất vào năm 1956, nhưng mà theo lệnh của đế quốc Mỹ cho nên là đế quốc Mỹ đã dựng lên ở miền Nam một cái chính quyền bù nhìn, đấy, chính quyền của Ngô Đình Diệm. Và theo lệnh của Mỹ thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa này đã từ chối hiệp thương tổng tuyển cử. Thế cho nên là cái nhiệm vụ của đất nước ta trong giai đoạn này là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhưng mà tiếp tục đấu tranh để thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Đấy là một vài cái nội dung cơ bản của Hiến pháp 1959. Thì các bạn nhé, về chúng ta nghiên cứu thêm và chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn trong các cái giờ thảo luận. Như vậy là chúng ta đã kết thúc tiết thứ 5. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.